Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có những thói quen hàng ngày của chúng ta tưởng chừng như là vô hại, nhưng nếu tiếp diễn nó trong một thời gian dài, sẽ gây ra những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng với cơ thể, thậm chí là còn độc hại hơn cả thuốc lá. Vậy những thói quen đó là gì? Thì mời quý vị cùng theo dõi clip dưới đây. 1. Nhịn tiểu. Đây là thói quen mà rất nhiều người thường hay mắc phải, nhưng nó lại khiến nước tiểu bị dồn ứ lại, từ đó làm vi khuẩn có cơ hội phát triển trong bàng quang và gây hại thận. Do đó, việc nhịn tiểu nhiều có thể gây nhiễm trùng bàng quang, thận và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuyến tiền liệt. 2. Nhai kẹo cao su thường xuyên. Thói quen này sẽ gây áp lực lớn lên cơ hàm của bạn. Theo Viện Nghiên cứu Bệnh Tiểu đường, Tiêu hóa, Bệnh thận của Hoa Kỳ, nếu bạn sử dụng khớp hàm thường xuyên cho việc nhai kẹo cao su, thì nó có thể dẫn tới tình trạng viêm khớp, đau nhức hàm. 3. Cắn móng tay. Việc cắn móng tay mỗi ngày có thể gây tổn thương móng tay và nhiễm trùng vùng da xung quanh nó. Thói quen này còn có thể ngầm đưa virus vào cơ thể, gây ảnh hưởng tới hệ hô hấp và dẫn đến những bệnh nhiễm trùng khác. Vô tình, điều này sẽ làm hỏng hàm răng của bạn. 4. Để ví ở túi quần sau. Mới nghe thì có vẻ khá vô lý. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh rằng, bất kỳ ai mang ví đều cho rằng túi quần sau là nơi thuận tiện nhất để cất ví. Tuy nhiên, chỉ cần ngồi trên ví trong 15 phút ngắn ngủi đã có thể khiến cột sống và dây chằng thay đổi. Điều này gây nên sự bất đối xứng, có thể phá vỡ liên kết bình thường ở cột sống của bạn. Thói quen ngồi vẫn để ví ở túi quần sau một thời gian dài có thể gây đau lưng mãn tính, đau thần kinh tọa và vẹo cột sống chức năng. 5. Để đồ công nghệ trên giường. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ sẽ đánh cắp giấc ngủ của chúng ta và làm giảm chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò do Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia thực hiện cho thấy xấp xỉ 89% người lớn và 75% trẻ em có ít nhất một thiết bị điện tử trong phòng ngủ. Không chỉ gây ra những ảnh hưởng về giấc ngủ, sử dụng các thiết bị điện tử thường xuyên trước khi đi ngủ còn khiến chúng ta tăng cân và mệt mỏi vào ban ngày. Nó cũng ảnh hưởng đến năng suất làm việc, khả năng học tập và mức độ stress. 6. Uống nước từ chai nhựa. Không phải mọi vật liệu đều an toàn như nhau và thân thiện với môi trường. Chai nhựa gây ra những mối đe dọa về sức khỏe từ các hóa chất mà chúng giải phóng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Nếu bạn để chai trong xe vào một ngày nắng nóng, các lớp nhựa bề mặt sẽ tiết ra một hóa chất độc hại, có thể làm nhiễm bẩn nước. Hóa chất này ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết và làm tăng nguy cơ lạc nội mạc tử cung cũng như ung thư vú. 7. Ăn quá nhanh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhai và nuốt thức ăn quá nhanh có thể dẫn đến một số vấn đề về sức khỏe. Ăn nhanh khiến bạn tăng cân nhanh chóng, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và đột quỵ. Những người ăn nhanh cũng có thể ăn quá nhiều vì phải mất khoảng 20 phút kể từ khi bạn bắt đầu ăn, não mới được truyền tín hiệu đầy đủ. 8. Không đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa đều đặn. Hàm răng chứa nhiều màng bám sẽ làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm nướu và nhiễm trùng nặng, từ đó dẫn đến bệnh tim mạch, suy dinh dưỡng, nhất là ở người lớn tuổi. Thay vào đó, việc đánh răng 2 lần một ngày, dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần và gặp nha sĩ thường xuyên sẽ giúp bạn tránh khỏi những nguy cơ trên. 9. Ngồi một chỗ quá lâu. Tương tự như việc nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, khi bạn ngồi quá lâu, nó cũng có thể gây ra hậu quả xấu cho sức khỏe. Ngồi nhiều như vậy dễ dẫn đến những rủi ro sức khỏe như tăng cân, tiểu đường, huyết áp cao. Nếu bạn đi bộ thường xuyên thì nó có thể ngăn ngừa nguy cơ viêm khớp và huyết áp cao. 10. Ngủ không đủ giấc. Một giấc ngủ ngon và ổn định nắm giữ vai trò quan trọng đối với các hoạt động trong cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có thói quen thức muộn, ngủ ít, đồng hồ sinh học không ổn định với lịch ngủ thất thường, kèm theo việc sử dụng chất kích thích như rượu, bia, cà phê, có thể làm não bộ của bạn bị ảnh hưởng về lâu dài, dẫn đến chứng đãng trí, thiếu tỉnh táo. 11. Vệ sinh tai bằng tăm bông. Làm sạch tai bằng tăm bông gây hại nhiều hơn là lợi. Theo một nghiên cứu, vệ sinh tai bằng tăm bông sẽ đẩy dây tai vào sâu hơn. Nó cũng có thể gây ra nhiễm trùng, thủng màng nhĩ, dây tai bị ảnh hưởng và ủ tai. Bạn nên để yên dây tai và để nó rơi ra tự nhiên. Dây tai hoạt động giống như một bộ lọc cho ống tai, ngăn bụi xâm nhập vào bên trong. Làm sạch tai bằng tăm bông khiến cho tai dễ bị ô nhiễm. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy cần phải làm sạch tai, sử dụng khăn là đủ. 12. Uống quá nhiều nước ép trái cây. Nước cam nổi tiếng là giàu vitamin C, vitamin B, cùng các chất chống oxy hóa khác. Nhiều người cho rằng uống nước ép trái cây được coi là một thói quen lành mạnh. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta.
vì nó có thể gây sâu răng, tiểu đường loại 2 và béo phì. Lý do tại sao uống quá nhiều nước trái cây lại có hại? Vì nó chứa hàm lượng fructose cao, không quan trọng là loại trái cây mà bạn uống. Bởi vì ngay cả những loại nước ép chất lượng cao nhất vẫn chứa một lượng đường đáng kể. 13. Ăn quá nhiều muối. Mặc dù muối có thể làm cho thức ăn của chúng ta ngon hơn, nhưng nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Lượng muối bạn tiêu thụ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Nó có thể gây ra các tình trạng như huyết áp cao, bệnh tim và ung thư dạ dày. Mặc dù muối rất quan trọng đối với sức khỏe, nhưng nó làm cho cơ thể chúng ta giữ nước và lượng nước làm tăng huyết áp. Huyết áp cao có thể làm căng tim, động mạch và thận của bạn. 14. Ngủ quá nhiều. Giấc ngủ là thời gian cơ thể phục hồi và tự sửa chữa. Có một sai lầm cho rằng ngủ nhiều hơn tương đương với nghỉ ngơi nhiều hơn và sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng ngủ quá giấc sẽ mang lại một số nguy hại cho sức khỏe. Thời lượng ngủ phù hợp thay đổi ở mỗi người, nhưng thời lượng chuẩn của một giấc ngủ ngon rơi vào khoảng từ 7 cho đến 9 giờ. Ngủ quá nhiều và ngủ thường xuyên khiến tỷ lệ tử vong cao hơn, có thể gây ra bệnh trầm cảm, tim, béo phì và suy giảm chức năng não. Vâng, chỉ một thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của bạn thôi cũng đã ảnh hưởng tới sức khỏe của chính bạn. Hy vọng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!